đầu thai làm gà trả nợ. Trước đây có một người tên gọi Triệu Đình Phú, anh ta và mẹ đều là người làm công cho nhà họ Quách. Tiểu Phú, con thấy đỡ hơn chút nào không? Nào ngồi dậy uống nước đi con. Trời ơi, nóng quá. Tiểu Phúc à, con bị sốt rồi. Để mẹ đi mua thuốc về cho con. Con muốn ăn gì thì nói cho mẹ biết. Mẹ mua về cho con ăn. Con muốn ăn bánh hành lá. Được, con đợi nhé, mẹ mua về cho con ăn. Bánh hành lá, vừa thơm vừa giòn đây. Bánh mới ra lò, mau đến mua đi, ăn cực ngon đó. Ông chủ, bánh hành một cái bao nhiêu tiền? 5 đồng một cái. Hay. Có mua không? À, không mua. Không cần nhiều, ta không say. Ta còn muốn uống nữa. Không say, ta thật sự không say. Lão gia, chúng tôi biết ông không say. Ê, lão gia, cẩn thận bật thêm. Dì Triệu, dì qua đây giúp một tay đi. Ồ, tới ngay. Lão gia lại uống say rồi. Đúng đó, ta không say. Phải phải, lão già tưởng lượng tốt thế làm sao say được chứ. Dì Triệu, dì lo việc của mình đi, chúng tôi phải dìu lão già về phòng đây. Vâng, hai người cẩn thận đó. Ơ, đây chẳng phải túi tiền của lão già sao? Nhất định bị rớt hồi nãy. Trời, nhiều tiền dữ vậy. Bà Triệu trong một lúc nổi lòng tham, bèn lén lấy tiền trong túi ông chủ đi mua bánh hành lá. Ngon quá. Sau này bà Triệu không may bệnh mà mất, đứa con Triệu Đình Phú thì vẫn ở lại hầu hạ Quách phủ. Ngựa à, mày từ từ nhấm nháp nhé. Vào một buổi tối một năm sau khi bà Triệu mất, Triệu Đình Phú gặp một giấc mơ kỳ lạ. Tiểu Phúc, ngày mai có tuyết lớn, ngay cuối chân tường có một con gà mái bị chết cống. Lão gia sẽ thưởng cho con, nhưng con ngàn vạn lần không được ăn thịt nó. Vì lúc mẹ còn sống đã ăn trộm tiền của chủ, Diêm Vương phạt mẹ đầu thai làm gà để trả lại món nợ đó. Đến giờ số trứng đẻ ra cũng đủ bù lại số tiền đã trộm. Mẹ cũng phải đi rồi. Mẹ! Mẹ đừng đi. À, thì ra là mơ. Hôm sau quả thật có một con gà mái chết cống ngoài tuyết ngay góc tường của Quách phủ. À, con gà mái này sao lại từ chuồng gà ra ngoài đây? Ai, nếu không phải nó tự chạy ra sẽ không bị chết rét ở chỗ này. Phải đó, con gà này ngày nào cũng đẻ trứng. Giờ thì hay rồi, lại bị chết rét ở đây. Có chuyện gì thế? Cậu nhìn này, con gà mái này tối qua chết cống rồi. Hả? Cái này với giấc mơ mình thấy tối qua y hệt. Không lẽ giấc mơ là thật? Chúng ta mau đi thông báo cho lão gia. Đúng rồi, tôi đi báo cho lão gia. Lão gia, ông đến rồi. Mấy người làm gì ở đây? Lão gia, tối qua con gà mái này chạy ra khỏi chuồng, kết quả là bị chết cống ở đây. À, con gà này bình thường đẻ được nhiều trứng nhất, không ngờ nó lại bị đông chết ở đây. Lão gia, ông nói xem nên xử lý nó sao đây. Lão gia, tôi thấy không bằng đem nó đến nhà bếp hầm một nồi canh để cho ông tẩm bổ. Không cần đâu, ta thấy cứ đem con gà này cho Triệu Đình Phú đi. Đợt trước không phải cậu ta bị bệnh sao? Tốt nhất là đem cho cậu ta bồi bổ thân thể. Đa tạ lão gia.
Tiểu Phúc à, cần giúp không? Tôi giúp anh vặt lông gà, đợi anh nấu xong rồi cho tôi một cái đùi gà là được. Thế sao hả? Tôi cũng giúp anh. Anh chỉ cần cho tôi một bát canh là đủ. Sao hả? Không được, không được đâu. Tiểu Triệu này, cậu định một mình ấm gọn quả con gà hả? Phải không? Con gà mập như vậy, một mình anh ăn cũng không hết. Hai vị lão ca, tôi không phải muốn một mình chiếm hết con gà đâu. Nói cho các anh biết nhé, tôi sẽ không ăn thịt nó mà muốn đem nó đi chôn cất tử tế. Hả? Thế là Triệu Đình Phú tìm một chỗ tốt, vừa khóc lóc vừa chôn cất gà mẹ. Hả? Ồ, cậu Triệu Đình Phú này, cậu ta làm gì ở đây vậy? Mẹ, mẹ hãy an nghỉ nhé. Triệu Đình Phú, cậu làm gì ở đây? Lão gia, tôi muốn chôn con gà này, không muốn ăn thịt nó. Ồ, cậu không ăn có thể cho người khác ăn mà. Lão gia, tôi tuyệt đối sẽ không cho ai ăn thịt con gà này đâu. Tôi muốn để nó an lòng nhắm mắt. Triệu Đình Phú, cậu làm vậy là có ý gì? Lão gia, tối qua mẹ báo mộng cho tôi. Bà Triệu. Vâng ạ. Mẹ tôi nói khi bà còn sống có lấy trộm tiền của ông. Sau khi bà chết, vong hồn đến Diêm Phủ. Diêm Vương phạt bà ấy phải đầu thai làm gà đẻ trứng để trả nợ. Ngày ngày đẻ trứng đến khi trả đủ số tiền mới thôi. Cho nên tối qua mẹ báo mộng cho tôi, nói rằng cuối cùng bà đã có thể đi đầu thai rồi. Còn dặn tôi ngàn vạn lần không được ăn thịt bà ấy. Thì ra là vậy. Nào, chúng ta cùng nhau chôn cất bà ấy. Trên đời này có lừa ngựa để con người cưỡi, có heo dê để người giết mổ. Hết thảy đều có nguyên nhân của nó. Đây đều là nhân quả tơ hào không sai, định luật báo ứng vậy.
Di Đà Phật.